Kính thưa quý vị, Đức phê chuẩn gói cứu trợ Cyprus. Hạ viện Đức đã thông qua gói cứu trợ tài chính 10 tỷ euro cho Cyprus, được thiết kế để ngăn chặn đảo quốc này bị phá sản và giữ quốc gia này lại trong khu vực đồng euro. Bộ trưởng Tài chính Đức, ông Wolfgang Schäuble, nói rằng nếu Quốc hội Đức không phê chuẩn gói cứu trợ, có thể dẫn đến sự hỗn loạn tài chính. Ông giải thích, nếu Cyprus bị phá sản, thì Hy Lạp cũng như các quốc gia khác trong khu vực đồng euro sẽ bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu tiêu cực tạo lo lắng trên thị trường tài chính, đe dọa khả năng vay mượn trên thị trường tài chính của các quốc gia khác. Mặc dù đã có sự ủng hộ của Bá Linh, nhưng vẫn còn một mối quan tâm, đó là liệu Cyprus có sẽ phê duyệt gói cứu trợ hay không, khi mà nó sẽ áp đặt những tổn thất lớn cho những người gửi tiền. Trong một hành động gây bất ngờ, Cyprus tuyên bố quốc hội nước này cũng sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận này. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy gần một nửa quốc hội của đảo quốc sẽ chống lại gói cứu trợ. Tuy nhiên, nhiều phân tích gia cho rằng Cyprus sẽ đi theo con đường dẫn đến một gói cứu trợ, ngay cả khi có một vài chướng ngại vật trên đường đi. Tuy đây là một con đường khó khăn cho người dân Cyprus, nhưng một lựa chọn khác sẽ còn tồi tệ hơn cho họ. Ông Schäuble cho biết, sức khỏe của khu vực đồng euro có tầm quan trọng sống còn đối với tất cả các thành viên trong khu vực. Cho đến nay, có vẻ như nền kinh tế của Đức vẫn còn tương đối miễn nhiễm đối với cuộc khủng hoảng của khu vực đồng euro. Viện Nghiên cứu Kinh tế hàng đầu của Đức nói rằng, nhu cầu trong nước đang thúc đẩy tăng trưởng và nền kinh tế được dự kiến sẽ tăng trưởng 0.8% trong năm nay. Nhưng tình hình của các quốc gia khác không được tốt như vậy. Triển vọng của Quỹ tiền tệ quốc tế dành cho Pháp không mấy lạc quan. Tổ chức tài chính này dự đoán Pháp sẽ ở trong suy thoái kinh tế cho cả năm 2013.